Con của chúng tôi được mấy tháng rồi bác sĩ? Cháu khoảng 20 tuần anh. Dạ. Tôi có thể biết được giới tính của con tôi không bác sĩ? Về vấn đề giới tính thì theo quy định của pháp luật Việt Nam, mình không được phép nói trước giới tính của bé anh à. Anh thông cảm cho chúng tôi nha. Dạ, nhưng mà vấn đề này rất là quan trọng đối với tôi. Tôi khó có con lắm bác sĩ, cho nên bác sĩ có thể bật mí một chút thôi cũng được. Đúng rồi đó bác sĩ. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ nói cháu giống ba hay giống mẹ ha. Dạ. Vậy cô muốn cháu giống ba hay giống mẹ? Dạ. Bác sĩ, con của tôi giống ba hay giống mẹ vậy bác sĩ? Có lẽ cháu nó giống ba. Tôi nói đùa với bác sĩ thôi, chứ chúng tôi cũng biết rồi. Sao anh chị biết? Bác sĩ Trí, bạn của bác sĩ nói cho chúng tôi biết đó. Vậy bác sĩ Trí nói sao? Bác sĩ Trí nói là con của chúng tôi có cái nụ. Vậy hả? Dạ. Bác sĩ Trí này giỏi quá ha. Nói chung thì tôi thấy thai nhi cũng khỏe mạnh, không có gì bất thường. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ, xong rồi đó. Em, dạ chị. Cho chị hỏi, từ chiều tới giờ em thấy anh nào cao to đẹp trai tới tìm chị không? Từ chiều tới giờ em đâu có thấy ai tới tìm ai đâu. Ủa, mà chị là ai vậy? Úi trời, em nhìn chị em không biết chị là ai hả? Ý, hình như chị là người mẫu Trang Trần phải không? Không, người giống người thôi. Mà sao Đăng Khoa đến trễ vậy? Đăng Khoa bị kẹt xe. À. Dạ anh chị dùng gì ạ? Đăng Khoa gọi đi. À, hay là cho anh hai trà chanh. Dạ anh chị chờ chút. Hiền Chi nè, hôm nay Hiền Chi là uống rượu đúng không? Hiền Chi đừng có uống rượu nữa. Là tại vì phụ nữ uống rượu là xấu đúng không? Không phải. Đăng Khoa nghĩ Hiền Chi rất đẹp, cho nên Hiền Chi phải giữ gìn sức khỏe chứ. Đôi khi người ta mất đi sức khỏe để nỗi buồn dơi theo thì cũng đáng đó chứ. Không đúng, đó là một suy nghĩ hoàn toàn thất bại. Tại sao chúng ta không chia sẻ với nhau để rồi chúng ta cùng buồn ngơi chào miếng. Tiểu thuyết này chị đọc rồi. Cái bài hát này hả, chị nghe hoài à. Đăng Khoa, thỉnh thoảng chị còn hát theo nữa. Nhưng mà Đăng Khoa biết không, đôi khi mình chia sẻ với nhau có khi còn làm buồn nhau hơn. Không có đâu. Mà thôi nè, chuyện buồn vui để mai tính đi. Bộ phim này Hiền Chi cũng xem rồi.
Thôi, bây giờ uống trà chanh đi. Cái món này chắc là Huyền Chi chưa uống bao giờ đúng không? Sao uống tô lạ vậy? Nó thơm thơm, nó mát mát. Chứ sao? Nó còn dễ uống hơn rượu nữa. Mà nó cũng giống như nỗi buồn. Giải sầu đi, làm gì đứng đây buồn vậy? Đi chơi với em đi anh. Đi mà anh. Anh. Anh ơi, thôi hay là đi với em nha. Anh, đi với em đi. Anh hai thất tình hay là bị phá sản vậy anh hai? Hay là vừa thất tình vừa bị phá sản luôn? Hình như chiếc xe dưới kia của anh phải không? Xe ăn cắp hay là xe của anh vậy? Nếu đúng là xe của anh hai á, thì sang tên cho em rồi hãy tự tử nha anh. Đúng rồi đó. Anh. Anh. Không đi thiệt hả? Dạ, bác sĩ, con của tôi giống ba hay giống mẹ vậy bác sĩ? Có lẽ cha nó giống ba. Trà ngon quá. Thì chỉ uống 2 ly đó. Hiền Chi nè, phải thưởng cho Đăng Khoa đó. Nhờ Đăng Khoa mà Hiền Chi mới biết được cái món ngon này nè. Sí. Đừng có mơ. Hiền Chi chưa tính tội với Đăng Khoa vì tội Đăng Khoa đi trễ. Đáng lẽ Đăng Khoa đi trễ hả? Là Đăng Khoa phải chịu phạt. Thì ok thôi. Kẻ có tội này xin chịu mọi hình phạt. Người đẹp, hãy tuyên án đi. Ngày hôm nay nhà ngươi đã đến trễ làm bổn cô nương rất bực mình. Bổn cô nương tuyên án nhà ngươi phải ăn hết những đồ ăn trên bàn này. Không chỉ vậy, nhà ngươi chỉ được phép ăn trong vòng 30 giây. Hả? Hả cái gì? Làm sao mà được? Còn nữa, mỗi một tuần phải đưa bổn cô nương đi uống trà chanh một lần. Nhà ngươi có đồng ý không? Tuân lệnh.
Nhanh, bắt đầu. Mười sáu, mười lăm, mười bốn, mười ba, mười hai, mười một, mười chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Mất rồi. Ấy, sao chị hai ngồi đây? Chị chờ em. Trời ơi, chị chờ làm cái gì? Chị thức khuya bắt cháu em thức theo tội nghiệp nó. Em đi đâu mà về khuya quá vậy? Bây giờ chị muốn em nói dối hay là nói thật? Sao lại hỏi chị như vậy? Chắc chắn là em biết chị muốn em nói thật mà. Muốn em nói thật thì chị phải bớt căng thẳng lại, bớt căng thẳng lại, bớt căng thẳng lại, thư giãn đi, cười. Được rồi đó. Em đi chơi với chị Hiền Chi. Khoa, em có biết là em làm cho chị đau tim không Khoa? Em xin lỗi. Em không muốn làm cho chị lo lắng. Nhưng mà chị hai nè, chị cần có thời gian để yêu. Thì em cũng cần có thời gian để dừng yếu. Tin em đi. Chị phải tin em trai của chị chứ. Nó đã trưởng thành rồi. Chứ không hề nhẹ dạ mà cũng chả có mù quáng đâu. Khoa, em có biết em là chỗ dựa lớn nhất của chị lúc này không? Thì em có làm gì sai đâu. Em vẫn ở đây, luôn ở bên chị nè. Nhưng mà chị vẫn thấy lo lắm. Nếu mà không có tin em á thì dựa nhẹ nhẹ thôi, đừng có dựa mạnh. Chuyện quan trọng như vậy mà còn giỡn được nữa. Thôi mà chị hai, em hoàn toàn nghiêm chỉnh. Chị phải tin là em đã lớn. Em muốn sống chân thành. Em cũng có những rung cảm của em. Và em cũng cần có thời gian để hiểu những rung cảm đó là gì. Chị hai cho em thời gian nha. Thôi, đi ngủ, đi ngủ. Bắt cháu tôi thức khuya, tội nghiệp cháu của tôi quá, tội nghiệp quá. Đi ngủ. Cẩn thận kẻo nóng đó Thục Anh. Có cần con lấy thêm gì không mẹ? Thôi được rồi, ngồi xuống đi con. Dạ. Mà mẹ hay thiệt đó nha. Con chỉ sợ là chị Ngọc Lan không tới thôi. Mẹ có cách nói của mẹ. Phụ nữ khi không quay đi tức là đồng ý. Ngọc Lan nó chịu tới hôm nay tức là nó đã chấp nhận Dương Thịnh. Mà theo mẹ thì nó chỉ còn ngần ngại mối quan hệ thân thiết của hai đứa con thôi. Thì con sẽ chứng minh cho chị Ngọc Lan thấy là không còn gì hết, mà đúng hơn là không có gì. Nhưng mà trái tim phụ nữ là trái tim đa nghi. Rau dính nhiều bèo quá cho nên cháu phải lựa hơi lâu. Thật ra bèo cũng là rau, thậm chí là rau sạch, rau tốt nữa đó. Nhưng mà có những thứ vừa sạch vừa tốt nhưng người ta vẫn sợ bởi vì chưa có quen. Chị Ngọc Lan nói hay ghê mẹ ha.
Mà nếu như mình không muốn sợ thì mình phải làm quen thôi. Thục Anh nói mới hay đó. Hai chị em mày cứ khen nhau qua lại hoài à. Ăn đi. Nhưng mà cái này là em khen chị Ngọc Lan thiệt đó. Có nhiều người mà có bầu là xấu đi, không có đẹp. Nhưng mà có nhiều người có bầu lại đẹp ra nhiều lắm. Mà chị là thuộc nhóm thứ hai đó. Thục Anh nói vậy thôi chứ từ lúc có thai mình thấy mình xấu đi nhiều. Nè, Thục Anh thì nó có thể khen nịnh, nhưng cô thấy đúng đó cháu Ngọc Lan à. So với hồi cháu đi Pleiku, cô thấy cháu đẹp ra nhiều lắm. Chắc tại tinh thần cháu ổn định. Nói chung là tất cả các bà mẹ đều đẹp. Về vấn đề này thì cháu đồng ý với Thục Anh. Con Ngọc Lan ơi, con Ngọc Lan ơi, có chuyện gì mà la sùm vậy? Dạ, chú Dương Thịnh kêu con Ngọc Lan ra ngoài nói chuyện. Khôi Nguyên biết có chuyện gì không? Bí mật. Hồng ấy, Khôi Nguyên đi với cô nha. Dạ. Mà thôi. Ủa sao vậy? Dạ thôi. Ơ, sao hôm nay Khôi Nguyên cứ dạ thôi hoài hả? Tại vì chú Dương Thịnh dặn nếu con Ngọc Lan có rủ hay là năn nỉ đi theo á thì cũng dạ thôi. Con đi nha. Cẩn thận đó nghe Khôi Nguyên. Dạ, con xin phép cô với lại Thục Anh, con đi ra ngoài một tí. Thôi ăn cơm, ăn đi con. Dạ. Anh tặng cho em nè. Cái gì vậy? Em cầm đi. Em cứ mở ra đi. Em không muốn nhận quà của anh hoài đâu. Vì nhận mà không có cái gì trả cho anh hết, xấu hổ lắm. Thì trả lại đúng cái gì em đã nhận. Em đừng lo, em cứ mở ra đi. Không có gì quý giá, đắt tiền hết. Em mở đi, thử coi nó là cái gì. Nếu như em không thích thì em không nhận, đâu có sao đâu. Ngọc Lan à, em có nhớ anh đã từng nói với em, chúng ta không biết chúng ta đang có gì cho tới khi đánh mất nó. Và chúng ta không biết mình đang kiếm gì cho tới khi mình có nó. Em nhớ không? Em nhớ. Vậy thì em phải cho em cơ hội đi tìm cái xứng đáng với em chứ. Nếu nó không xứng đáng thì em có quyền không nhận mà. Ngọc Lan à, em biết không, còn đây là chiếc nhẫn của mẹ anh. Nó không có giá trị kinh tế gì hết, nhưng anh muốn tặng em vì nó là vật gia bảo của bà nội anh muốn tặng cho con dâu. Anh chưa bao giờ gặp bà nội của anh vì bà đã mất trước khi anh ra đời. Nhưng ba của anh nói khi anh quyết định tặng chiếc nhẫn này cho người phụ nữ nào thì cứ nghĩ là bà nội anh đẹp như người phụ nữ đó. Ngọc Lan à, hôm nay anh giao chiếc nhẫn này cho em cũng như là một lời cầu hôn chính thức. Ngọc Lan, quay lại nhìn anh nè. Anh thật sự muốn cưới em làm vợ. Anh cũng biết là không phải chuyện dễ, nhưng anh xin hứa là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em có tin anh không hả Ngọc Lan? Anh làm em bất ngờ quá. Em còn băn khoăn gì hả? Em có thể tin là anh yêu em, nhưng còn ba mẹ anh, họ có chấp nhận người con dâu giống như em hay không? Rồi còn con của em nữa, liệu họ có chấp nhận nó hay không? Nè, em xem đi, toàn là những hình đẹp của em nè. Đẹp không?
Trời đất ơi, ở đâu mà anh có những tấm hình này? Anh đã lén chụp hình em để gửi báo cáo cho ba mẹ anh. Ai cũng khen em phúc hậu có gì. Tại vì anh nói cái thai này là của anh đúng không? Không, anh không thích nói dối và cũng không thể nói dối, vì đứa bé sinh ra sẽ không giống anh chút nào hết. Vậy anh nói sao với ba mẹ anh? Anh nói đó là con của một người khác, của một người mà không xứng đáng làm cha. Rồi ba mẹ anh nói sao? Ba mẹ anh nói cái khó nhất là liệu anh có thể coi con của em như là con ruột của anh không. Nếu anh nói có thì ba mẹ anh sẽ coi nó là cháu. Em biết anh trả lời sao không? Anh trả lời sao? Anh trả lời là có. Nhưng mà anh cũng nói luôn, sau này á có thể là em không sinh con được nữa. Đó là điều mà em lo sợ nhất. Nhưng anh không sợ, ba mẹ anh cũng không sợ. Nếu muốn có con thì mình sẽ nhờ khoa học giúp sức. Cùng lắm nếu không có con cũng không sao. Người phương Tây họ không quá quan trọng chuyện nói giỏi đâu. Xong, cô dâu Ngọc Lan còn lấn cấn hay là thắc mắc gì nữa không? Nếu không lấn cấn hay thắc mắc gì nữa thì ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Sau đó em dọn đến nhà của anh ở, giao nửa cuộc đời còn lại của em cho anh. Em không thể gấp gáp như vậy được. Em còn gia đình em, em phải nói cho mẹ em biết và còn phải xin phép mẹ nữa chứ. Xong hết rồi, anh đã gọi điện thoại xin phép bà ngoại rồi. Tại sao anh lại cư xử thô lỗ như vậy chứ? Trời ơi, anh chưa hề nghe ai nói xin phép là thô lỗ đó. Rồi mẹ em nói làm sao? Bà ngoại nói là tùy em. Đây nè, bà ngoại đã nhắn tin cho anh. Ở đây nè. Đó. Hiền Chi luôn nghĩ mình là một con mèo điên, có thể dồ bất cứ con chuột nào, bất cứ lúc nào. Nhưng đăng khoa làm cho Hiền Chi cảm thấy mình vô cùng yếu đuối. Cái cảm giác đó, Hiền Chi đã mất từ khi chia tay Vũ Phong. Đăng khoa nghĩ Hiền Chi đã lầm. Hiền Chi cứ nghĩ mình là con mèo đi dồ chuột. Nhưng mà thực tế, chính những con chuột đó đã vô lấy Hiền Chi, giết chết Hiền Chi bằng sự dơ bẩn và hôi hám của chúng. Những con chuột vô con mèo ác. Lần đầu tiên Hiền Chi nghe thấy một chuyện ngược đời như vậy. Có lẽ con mèo Hiền Chi đang chết dần bởi những con chuột hôi hám đó. Một cái chết dị thường. Tại sao Hiền Chi vẫn cứ thích sống một cách dị thường như vậy? Đã xa chân rồi thì không rút ra được. Hồi trẻ, do quá nghèo khổ, Hiền Chi luôn muốn có nhiều tiền, muốn có được một cuộc sống sung túc. Vì vậy, Hiền Chi đã rời bỏ Vũ Phong, dù biết đó là một tình yêu chân thật. Đến khi có tiền, có mọi thứ trong tay rồi, Hiền Chi mới biết là có một thứ mà mình không bao giờ chạm tay được, đó là hạnh phúc. Hiền Chi đã rất ân hận, rất chán đời và muốn trả thù đời. Nói là Hiền Chi ân hận thì Đăng Khoa có thể tin được.
Nhưng mà chán đời, trả thù đời kiểu gì? Trong khi Hiền Chi vẫn luôn ăn chơi nhảy múa tưng bừng suốt ngày đó thôi. Đáng quá. Đôi khi cười chưa chắc đã hạnh phúc đâu. Thực sự Đăng Khoa hiểu. Hiền Chi lúc nào cũng cố tình tỏ ra yêu đời. Đăng Khoa, tại sao Đăng Khoa lại nhìn rõ trái tim Hiền Chi như vậy? Đúng, Hiền Chi đã trả thù đời bằng cách luôn tỏ ra yêu đời. Cách này chẳng có hại cho ai cả. Chỉ có Hiền Chi, chỉ có Hiền Chi mới mệt mỏi khi trở về với căn phòng cô độc của chính mình. Đã nhiều đêm Hiền Chi khóc cạn nước mắt, có những lúc muốn kết thúc cuộc đời mình. Không ai biết điều này hết, kể cả Ngọc Lan. Đăng Khoa biết. Mà tại sao Đăng Khoa biết? Từ đôi mắt của Hiền Chi. Đôi khi đôi mắt đó rất buồn, dù Hiền Chi đang cười nói vui vẻ. Đây là lần đầu tiên có người nhìn ra điều đó. Thật, mắt của Hiền Chi buồn lắm. Không chỉ buồn đâu, đôi khi Hiền Chi còn thấy mình ác từ trong máu nữa. Một cái ác rất là ngọt ngào. Đặng Khoa thấy khó hiểu đúng không? Hồi còn nhỏ, có lần con chó nhà hàng xóm, nó chạy tới trước cửa, nó ị bậy ở trước cửa nhà Hiền Chi. Mặt nhà hàng xóm, Hiền Chi rất ghét. Hiền Chi đợi nó làm xong, rồi cái dọn cục vàng của nó cho vô cái hộp, mua giấy mua nơ gói lại, rồi. Ghê quá. Rồi sau đó đem đưa cho ông chủ đó hả? Không, đâu có đơn giản như vậy. Hiền Chi đi ra bưu điện, mua một tấm thiệp, viết lên dòng chữ: chúc gia đình ăn Tết vui vẻ và hạnh phúc. Rồi Hiền Chi gửi tới nhà nó. Nghĩ tới cái cảnh bà chủ nhà tức tới ói máu. Khi nhận hậu quả đó, Hiền Chi hả dạ dễ sợ. Công nhận Hiền Chi đáo đệ quá. Không, đó không phải đáo đệ, mà là ác, cực ác. Nên có lẽ vì Hiền Chi sống ác quá, ác với nhiều người quá, bây giờ Hiền Chi mới gặp quả báo, phải hứng chịu những cái ác ngọt ngào ngay từ những người bạn bè thân nhất của mình. Hiền Chi muốn nói chị hai của Đăng Khoa đúng không? Có lẽ một trong những lý do mà Hiền Chi luôn phải nhớ về Đăng Khoa, đó là Đăng Khoa luôn nói thẳng, nói thật. Mặc dù những sự thật đó làm Hiền Chi đau lòng, rất đau lòng. Đăng Khoa xin lỗi. Đăng Khoa không hề muốn làm chị Hiền Chi đau lòng. Nhưng mà Đăng Khoa chỉ muốn nhìn thẳng vào sự thật mà thôi. Đăng Khoa đừng ngại. Bởi chính Hiền Chi cũng là một người luôn muốn đối diện với sự thật. Đăng Khoa biết. Vì phản ứng của chị hai làm chị Hiền Chi rất là đau lòng. Không, Hiền Chi không bao giờ trách Ngọc Lan.
Ngọc Lan đã hành xử đúng theo cách hành xử của một người phụ nữ đoan trang, một người chỉ có trách nhiệm. Đặng Khoa, chị tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn. Không, không thể quay lại được. Tại sao Hiền Chi lại nghĩ không quay lại được? Bây giờ Hiền Chi đã có quá nhiều tiền, không thể nào phân biệt được đâu là tình yêu thật sự và đâu là tình yêu thực dụng. Thật khó để tìm được một trái tim đồng đều với trái tim mình. Hiền Chi, đừng có bi quan quá như vậy. Không phải bi quan đâu Đăng Khoa, mà đó là sự thật. Hiền Chi thấy rằng mình không thể có khả năng yêu thương thêm lần nữa. Lặng yên, nghe thầm từng nhát quên. Không có ai mà không yêu một ai khác cả. Vì đơn giản là cái người đó chưa xuất hiện thôi. Tự khói xưa chợt vây kín. Không, không Đăng Khoa. Người đó đã xuất hiện rồi. Người đó đã xuất hiện rồi Đăng Khoa. Và cơn lốc vội kéo đi, vụt qua mất từng phút giây. Mình ta bước ngày mới đến nơi thật xa. Tình như cơn gió đi qua. Nè, hai người định khi nào cưới nhau vậy? Tôi muốn làm hôn thú trước khi đi Pháp dự Noel và Tết Dương Lịch với ba mẹ của tôi. Nhưng mà Ngọc Lan không đồng ý. Sao vậy em gái? Em không thích cái gì quá vội vàng. Ngay cả em bé muốn được sinh ra một cách khỏe mạnh thì cũng phải sau 9 tháng mà. Trong vụ này, tôi thấy Ngọc Lan nói đúng. Mà cái gì người ta nói đúng á, thì mình phải nghe. Chứ không phải cậu sợ vợ hả? Cái đó là gen bên nội của tôi mà. Rốt cuộc thì hai người tính sao? Kế hoạch của tụi em là như vậy. Hai đứa sẽ về thăm bên ngoại nhân dịp Tết Nguyên Đán. Sau đó sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn. Còn đám cưới thì để sau khi Ngọc Lan xin Dương Tâm xong, cứng cáp rồi, rồi mới tổ chức. Sao không làm quái đục mà để trễ vậy? Thứ nhất, tôi muốn cô dâu được mặc áo đẹp. Còn thứ hai, lúc đó có thêm chú nhóc Dương Tâm cho nó xâm tụ. Hai người định nâng cấp tên của tôi thật sao? Ừ, thật chứ sao không? Lấy vô điều kiện vậy à? Chỉ có hai điều kiện thôi. Một là anh sung sướng tặng nó cho chúng tôi như quà cưới. Còn hai á là anh đòi trả bản quyền. Không có kiểu nào khác hết. Anh chọn kiểu nào? Tôi đòi trả bản quyền. Hả? Được. Bao nhiêu? Hạnh phúc của Ngọc Lan. Thôi mà Hiền Chi, Đăng Khoa đã nói là Hiền Chi không có được uống nữa mà. Đã giờ uống quá nhiều rồi đó.
Hiền Chi không nghe Đăng Khoa đi về đó. Đăng Khoa, Đăng Khoa, Đăng Khoa nói thiệt đi. Tại sao Đăng Khoa thương Hiền Chi? Hiền Chi không đoán được sao? Một người như Hiền Chi sống giả dối quá lâu, không còn phân biệt được điều gì là thật. Sau quá nhiều cuộc làm bộ yêu đời, Hiền Chi không biết được bản chất thật của mình là gì, không tự nhìn ra mình được nữa. Khoa nói thiệt đi, vì sao Đăng Khoa lại thương Hiền Chi? Hiền Chi là một người phụ nữ lẳng lơ, tham lam. Nhưng Hiền Chi đáng yêu và hồn nhiên lắm. Sau tất cả những trò dè nhố nhăng, ồn ào của Hiền Chi, Đăng Khoa nhìn thấy được một Hiền Chi yếu đuối, tội nghiệp. Thấy một Hiền Chi khao khát được yêu thương, dỗ về. Ngọc Lan à, Dương Thịnh của em giỏi lắm. Chỉ trong nửa năm mà anh ta đã làm được những điều mà nhiều năm nay anh ái ngại không dám làm. Anh để em tự gấp. Nhưng mà nói trước đó nghe, nếu lần này mà Dương Thịnh không sống được với em và để em phải ly hôn một lần nữa, thì anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu đó. Dương Thịnh, cậu đừng có cho tôi cơ hội nghe. Đáng ra thì tôi phải trị anh về cái tội trù ẻo. Nhưng thôi, tôi tha, vì tôi đã lấy cái tên tâm của anh. Quà 1-1 nha. Không, tôi vẫn thua cậu 0-1. Và tôi thành thật không mong thấy cờ bị lật ngược. Anh Tâm, tôi có lỗi với anh nhiều lắm. Em xin phép hai người em ra ngoài một tí. Tôi thấy mình có lỗi với anh, nhưng tôi thích Ngọc Lan, thích không chịu nổi. Tôi không thể nào thuyết phục bản thân của mình thôi thích Ngọc Lan nữa. Tôi hiểu cậu. Đơn giản là vì tôi hiểu tôi. Tôi thú nhận với cậu là từ lâu tôi đã yêu Ngọc Lan, nhưng có điều tôi không dám nói ra như cậu thôi. Với tư cách bản thân, tôi chỉ yêu cầu cậu một điều duy nhất. Điều gì? Tôi nhất định sẽ làm hết khả năng của mình. Cậu phải trân trọng người tôi yêu. Nếu cậu làm cho cô ấy đau khổ, thì tôi sẽ giết cậu đó. Tôi nói thật. Alo, Đăng Khoa hả? Chị đang ở chỗ hội nghị tay ba nè. Có căng thẳng lắm không chị ơi? Hội nghị xong rồi, không có gì căng thẳng hết. Mà em đang ở đâu vậy? Sao chị gọi điện thoại về nhà hoài mà không ai bắt máy hết? Em đang ở hội nghị tay đôi. Tay đôi? Với ai? Chị hai đoán được mà. Ôi trời ơi, Đăng Khoa. Chị đừng lo, sắp xong rồi. Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp thôi. Tốt đẹp theo cái kiểu gì chứ? Kiểu gì cũng tốt đẹp mà. Chị hai yên tâm đi. Em cúp máy nha. Alo, Khoa. Ngọc Lan, Ngọc Lan à, em sao vậy? Đăng Khoa đang ở chỗ Hiền Chi đó. Danilata Ota, hãy cho thời gian có thời giờ.
suốt cuộc đời này. Hiện chỉ không bao giờ quên, quên tình yêu của Đăng Khoa. Hiện Chi chỉ biết một điều, sao Vũ Phong, Đăng Khoa là người đàn ông làm cho Hiện Chi yêu thương nhất. Nhưng Đăng Khoa ơi, Đăng Khoa vẫn chỉ là một chàng trai. Một chàng trai quá trẻ, quá trong sáng. Sự trùng hợp nữa là ngay ngã bị bắt.